Hello tất cả các anh em, bạn Mặt Thái lại xuất hiện nữa rồi. Chúc cho anh em ngày mới luôn tràn đầy năng lượng ha. Hiện tại Thái đang đứng ngay chỗ cá cảnh Hồng Anh, 168 Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận. Thì hôm nay Thái có một cuộc hẹn với anh Hoàng Mạnh Long, một cái nghệ nhân nuôi cá đồng sinh sản đầu tiên tại Việt Nam mình. Thì có một tin khá là giật gân luôn anh em từng nghe con cá rồng có hai đầu chưa? Một chuyện rất là độc lạ Việt Nam mà Thái cũng không tin được luôn. Hôm nay Thái sẽ đột nhập vào khu vực của anh Hoàng Mạnh Long ngay chỗ 168 Đào Duy Anh. Thái sẽ quay cho mọi người xem con cá rồng hai đầu có hay là không, độc lạ này có thú vị ra làm sao, thì theo dõi Thái. Thái sẽ tiến qua bên đó gặp anh Hoàng Mạnh Long nha mọi người. Ok nha, theo dõi Thái nào. Xe quá anh em. Đây nha mọi người, 168 Đào Duy Anh của anh Hoàng Mạnh Long ha. Thái sẽ vào bên trong. Hôm nay thì anh Hoàng Mạnh Long có chơi chim nữa nha anh em. Rất là thú vị nha. Hình đây là những con yến hót hay là những con gì á, sắc ô hay yến hót gì đó. Vẫn như thường lệ ha, trước khi mà vô trong cái shop cá cảnh của anh Long á, thì có một cái hồ trắng trạch ở đây có rất là nhiều cá xây khủng bơi ha. Rồi hôm nay Thái sẽ vô vấn đề chính, đó là cho mọi người xem con cá rồng hai đầu là như thế nào nha. Rất là đặc biệt đúng không? Rồng sinh đôi nha mọi người. Đây thì cũng nhập sơ sơ cho tất cả các bạn, đó là những cái bằng khen cũng như là những chiếc cúp mà anh Long đã đem những con cá của mình để đi thi và đoạt giải trong nước cũng như quốc tế khá là nhiều luôn. Full cả nguyên cái khu vực mặt tiền này như thế này nha anh em. Đây là anh Thái. Hello anh. Dạ. Chắc Thái, chắc em điện anh Long luôn ha anh Thái nhỉ. Chắc Thái điện cho anh Hoàng Mạnh Long lên mình xuống mình xem luôn nha anh em. Mình xem cái con cá rồng độc lạ nhất Việt Nam nhé. Đây Thái điện anh Hoàng Mạnh Long nhé. Quá trời bằng khen, cúp bự ghê luôn anh em. Đây nữa nè. Quá trời luôn. Gòn nè. Đó, đẹp chưa? Đây nữa ha. Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố nữa nè anh em. Đây ha. Rất là nhiều luôn. Anh Hoàng Mạnh Long chưa bắt máy nữa anh em. À anh Long anh điện lại nè. Alo. 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 Cái mạng của Thái yếu quá mọi người. À anh Long có ở ngay chỗ shop mình không anh? À, anh có ở shop mình không? Dạ dạ em đang ở dưới. Ồ, mình đang ở lầu mấy anh? Alo. Alo, mạng yếu quá anh em ơi. Dạ. Mạng Thái bị yếu quá, mạng của anh Long ở trên chắc phòng kính đó. Để Thái chuẩn bị cái mic. Rồi có gì Thái gặp anh Long rồi Thái sẽ quay cho mọi người xem luôn nhé. Ok. Để Thái tham quan sơ sơ. Mì cung cá của anh Hoàng Mạnh Long khá là đẹp nha mọi người. Đẹp chưa? Rất là đồng bộ nha, những con cá rất là đồng bộ về cái hồ á. Anh em xem nè. Ồ, con này sao cái miệng kỳ vậy? Đẹp anh ha, anh em ha. Trời ơi, cái chỗ ở của mấy bé cá nó còn đẹp hơn cả cái khu vực phòng của Thái ở, phòng của Thái ngủ nữa anh em. Đó, này là chỉ tầng dưới thôi nha. Bên này cũng có đó nha mọi người. Rất là nhiều. Đây những cái bối nè anh em, bối blue ha. Bối nè. Trời ơi, đây ngân nè. Ngân albino nè anh em. Đó, rất là nhiều.
kinh sò pha phu, pha phu lông anh em. Mê luôn ha, nhiều lắm. Reject, đây có mấy cái sọt mini nè mọi người, rất là nhiều luôn. Ơi wow, đi cho mọi người xem chiếc xe của anh Long. Đây chiếc xe của anh Long chất cho anh em, ở trên có chỗ để cá cảnh hồng anh luôn nha mọi người. Này là chiếc xe đẹp chưa anh em, nhìn quá phê đó. Ok nha mọi người, Thái đã tìm được anh Long rồi. Hello anh nha, để Thái lấy cái mic để Thái đang gắn cho anh Long gì nói chuyện cho anh dễ. Lâu quá rồi hai anh em mình mới gặp nhau anh Long vậy. Dạ em thấy anh có cái thông tin là có con cá rồng hai đầu luôn, rất là đặc biệt luôn. Em nghĩ là cái này cũng là độc lạ ở cái Việt Nam, em muốn qua đây làm một cái video chia sẻ về con cá đó cho tất cả các bạn xem được không anh Long? Nó có con huyết long á mà anh nuôi sinh sản ở Việt Nam này. Dạ. Thì cho nó ra cái hai người nó dính vào nhau. Hai người dính vào nhau luôn ha anh? Ờ, cái bụng nó dính á. Em tò mò quá, bây giờ cho em lên xem chụp tiếp con cá nó trước được không anh Long? Được. Dạ. Ăn sáng uống cà phê gì chưa anh? Hả? Ăn sáng uống cà phê gì chưa? Ăn sáng rồi, không biết uống cà phê. Không biết uống cà phê hả? Nhưng mà uống bia được phải không? Uống bia thì được, vậy. Có con cá này nè. Mình vô mình xem cái con cá đó nha anh em. Hơi bị độc lạ nha. Hả? Lấy cái đèn trắng cho trong đây nè. Đi theo anh Long nha mọi người. Thái sẽ cho mọi người xem tận mắt con cá độc lạ nha. Hello ạ. Bên này hả anh Long? Ừ, nó nằm ở đây. Lấy cái đèn trắng thì anh với à thôi khỏi. Được không anh, em cầm cho anh rút này ra anh. Rồi, chuẩn bị chiêm ngưỡng con cá huyết long hai đầu nha anh em. Đó, anh Long mình set đèn vô để quay cho tất cả các bạn xem nhé. Nó ở trong góc thôi. Dạ, trong góc đó đó ha. Để cho tất cả các bạn tò mò cái ghim điện vô xong cái mình bay vô. Ở trong này ha, để em bay vô ha anh Long nha. Dạ dạ. Rồi, ok nha mọi người, để Thái vô nha. Đây ha anh Long. Ừ. Nó giống như sinh đôi với hai con dính vào nhau. Thấy không? Dạ, nó hơi chói chút xíu. Được. Dạ dạ. À, em thấy rồi, nó nứt đằng sau cái ống. Ui nhưng mà sao con cá ở phần dưới nó lại nhỏ hơn anh Long vậy? Nó không ăn được em, con ở trên nó ăn hết trơn nè. Ủa, như thế này thì rồi nó không ăn được rồi, con dưới thì làm sao nó ăn ta? Ví dụ như hai giờ, cái bụng nó dính vào nhau á, nó cũng phát triển nhưng mà nó không có lớn nhanh bằng cái con mà ăn được. Rồi mình cho nó cắt nó ra được không? Mình phẫu thuật nó ra để hai con nó sống được. Nó mà nó dính lớn quá, nó dính cái chỗ nó dính nhiều quá, anh sợ cái chuột nó dính vào nhau á. Dạ dạ, để anh xem có dành để anh lấy cái con dế cho nó ăn cho em con. Dạ dạ. Đó, để anh Long lấy con dế cho nó ăn cho tất cả các bạn xem nha, tại vì con hai đầu nó ăn. Hello anh. Đây. Để cho nó ăn cho tất cả các bạn xem nha. Hàm dế mình cắt ra anh. Thấy không? Anh em thấy nó bên trong ở trong. Lúc nó nở ra từ trong cái trứng mà khi mình nắp sinh sản bên trại mình á anh Long là nó ra hai con vậy luôn. Là anh một, thấy nó một cái trứng, hai dạ. Con nó dính vào cái trứng. Dạ hai con nó dính vào cái trứng luôn. Rồi nó nở ra lúc đó là hai con nó bằng nhau. Ừ. Rồi cái bây giờ là cái con trên nó ăn được hơn nó lớn cái con nó ăn được nó chạy nó ăn kìa. Dạ dạ.
À, nó chạy lên nó ăn nè. Đó. Trời ơi, hay nhở. Nhưng mà con dưới là em thấy sao nó không có còn động đậy nhiều bơi được anh? Ờ, à, cái con trên nó khỏe quá, nó được cái con dưới không? Trời ơi, anh em thấy không nè. Rồi nó ra nó ăn bình thường nè. Nó ăn đó mọi người. Để thấy lấy nét lại cho anh em nha. Nè anh em. Đó, để thấy quay cho anh em chiêm ngưỡng đã luôn nha mọi người. Hôm qua là thấy nghe cái thông tin này từ anh Long là thấy là alo anh Long liền, nhưng mà do là hôm qua là anh Long cũng bận đi đám á, hôm nay là mới sáng sớm là thấy xẹt qua là thấy quay cho anh em chiêm ngưỡng liền nha. Ủa anh Long, cái lần đầu tiên là mình được sinh sản ra hai con vậy luôn ha, trước giờ mình có lần nào nữa không hay là mới có lần mấy đầu tiên lần vậy? Mấy lần rồi hả? 2-3 lần. Rồi mấy cái lần trước là những con cá đó nó có lớn được không anh? Nó lên khoảng chừng 20 phân, cái nó chết, cái con ở dưới thì con ở trên nó cũng chết luôn. Ồ vậy hả? Nhưng mà mình không có cắt ra được mình, là không có trường hợp nào mà lên xây bự được. Ừ. Có nghĩa là cái con dưới nó chết là cái con trên bắt buộc nó phải chết. Đúng hả? Rồi. Sao khó chứ ta. Mà mình không biết phẫu thuật làm sao cắt ra sợ nó chết luôn á. Nếu mà hiện tại bây giờ là cắt ra là nó chết luôn ha. Tại vì cái ruột nó dính vào nhau mà. Nếu mà anh em nào mà thấy cái này độc lạ và anh em nào mà có kỹ thuật mà dám đảm bảo là nếu mà phẫu thuật ra mà nó sống á anh em, sống một trong hai vẫn được đúng không anh? Ừ. Ờ thì anh em có thể chắc hỗ trợ đi, hỗ trợ kỹ thuật mà bác sĩ nào mà chuyên về thú y mà giữ á, nhìn vô. Chỉ sống được con trên thôi, con dưới nó khó sống lắm. Dạ dạ dạ. Tách ra con dưới nó khó sống. Để em dạ. Cái bụng nó dính vào nhau nhiều quá. Anh nghĩ là hai con nó cùng một cái bụng thôi. Hai con nó cùng một cái bụng. Cùng một cái ruột á. Dạ. Nếu mà hai con cùng một cái ruột là cái con này ăn cái con kia nó cũng phải lớn á, lòng chắc hai ruột á. Tại vì nếu nó cùng á em nghĩ là như vậy thôi, mình phán đoán thôi anh Long nha. Ôi nhìn độc quá nên em quay nhiều cho mọi người xem á anh. Đó anh em thấy chưa, nó dính nhau ha, khi anh Long nói là nó mới nở ra là hai con nó bằng nhau. Bây giờ là cái con trên nó ăn được á nên nó sẽ đè cái con dưới xuống, con dưới nó ăn không được á nên con dưới nó bây giờ là nó nhỏ hơn. Vì xây này Thái thấy là chỉ bằng khoảng chừng lớn hơn ngón út của Thái cái chút xíu thôi nha mọi người. Đó nhìn nè, anh em nhìn ha. Nè. Rất là độc nha mọi người. Cái xây này là tầm khoảng bao nhiêu rồi anh bao nhiêu tháng rồi anh Long? Nó khoảng chừng hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng rồi. Lúc mà nó còn trứng tới giờ là hơn 3 tháng. Mà lúc mà nó hết trứng tới giờ chắc được chừng tháng rưỡi. Dạ dạ dạ. Là cái này là cũng trường hợp thứ hai thứ ba rồi đúng không? Ừ. Thì hôm nay em có việc thì em cũng quay để cho tất cả các bạn biết được cái độc lạ. Tại vì mình có sinh sản thì nó mới ra được những cái độc lạ như này đúng không anh Long nhỉ? Có lần trước con nó có 3 cái mắt, một cái mắt ở giữa đầu. Trời gì ghê á. Độc dữ trời. Trời. Lần trước con 3 mắt. Dạ. Nếu mà anh em nào mà chưa xem những video trước của Thái thì Thái cũng xin nhắc lại với mọi người nha. Anh Hoàng Mạnh Long, anh là một nghệ nhân khá là nổi tiếng của Việt Nam của mình, là người làm cá rồng sinh sản đầu tiên tại Việt Nam, với lại cái một cái chuyên môn cũng khá là ok, khá là lớn luôn nha. Một nghệ nhân khá là dữ dằn luôn nha mọi người. Sáng giờ chưa bắt tay anh bắt nào luôn á. Dạ. Thì anh Danh Long cũng là một người rất là dân dã nha anh em. Tiếp xúc với anh Long thì rất là dân dã, chân dất luôn nha. Thấy thì nói chung là quay bên anh Long thì cũng rất là thoải mái, cũng muốn chia sẻ được những cái độc lạ cũng như là những cái kinh nghiệm từ anh Long á. Nếu mà kinh nghiệm mà chia sẻ về cá rồng của anh Long chắc mà từ đây chắc chia sẻ tới chiều hoặc tới sau đó nó tối nay lần chưa hết cái video này rồi đúng không anh Long? Đấy rất là nhiều. Hiện tại thì em có thấy là anh đang làm một cái channel bên YouTube là cũng là kênh gì ta? Hoàng Mạnh Long đang mới chụp cái kênh của quán nó mất đó. Dạ. Đang làm lại tâm Hoàng Mạnh Long mới xây dựng lại anh ha. Dạ. Thì anh em nào mà muốn mà kinh nghiệm nhiều hơn về những con cá rồng này thì cứ alo cho anh Long hoặc là theo dõi cái đường link những cái kênh của anh Long về những cái video mà chia sẻ đó, thì anh em sẽ có thêm nhiều kiến thức để anh em nuôi con bé của mình một cách ok và khỏe mạnh hơn đúng không anh Long? Dạ, để nóng quá anh Long. Để em quay lại khoảng một phút cái nữa là em với anh xuống dưới, cả em cũng nóng quá. Thấy quay mà về trong phòng cá không? Dạ dạ dạ. Đó, anh em xem lại cái con cá này nha. Rất là độc luôn nha mọi người.
anh em xem này, mà nó rất là nó ăn bình thường, nhưng mà theo sự chia sẻ của anh Long á thì anh nói là khi mà nó lớn lên tầm khoảng say 20 á là nó sẽ chết hai con. Nếu mà anh em xem video của Thái, anh em nào mà về thú y á mà chuyên sâu về những cái chỗ mà giống như phẫu thuật như thế này nè, thì có thể liên hệ với Thái hoặc anh Long, mình chắc chắn mình có thể cứu được một trong hai con đó nha mọi người. Đó thì liên hệ để cứu nó, nhìn thấy nó tội quá. Tại giờ nếu mà mình nuôi nó thì đến xe 20 là theo anh Long nói là 3-4 lần trước thì hai con nó đều chết. Mà bây giờ anh Long không có kinh nghiệm, nếu mà anh tách ra anh sợ hai con thời điểm này nó cũng chết, nên rất là khó khăn luôn. Một câu chuyện khá là độc lạ luôn nha mọi người. Đó, Việt Nam mình thì lâu lâu hoặc là hiếm khi mà xuất hiện được cái trường hợp cá rồng hai đầu như thế này. Tại vì sinh sản được những con cá rồng như thế này tại Việt Nam mình nó cũng khá là khó rồi, mà ra trường hợp độc lạ như thế này thì Thái muốn ghi lại những cái thước phim, những cái video để cho tất cả các bạn tham khảo là có nha, là có con cá rồng sinh đôi và hai đầu và lớn được như thế này. Khi lớn lên tầm 20 thì theo kinh nghiệm chia sẻ của anh Long thì nó sẽ chết đi. Đó, nếu mà mình có cái trường hợp nào giải quyết thì hy vọng tất cả các bạn có thể comment giải quyết xem để cứu sống hai bé cá rồng huyết long này nha mọi người. Nóng quá, Thái sẽ đi xuống nha. Cái khu này là cái khu về những bé cá babi nè, đó, sinh sản tại trại rồi cho ấp nở rồi kỹ thuật phơm đó, phơm những con cá trong những cái nhựa composite này, những cái tan trắng này đó. Đây là một bé bối nha anh em, phun ha, phun đầu luôn. Rồi đây là những cái đàn huyết long mà có để nè, 14 con ngày 8 tháng 10 ha. Đó, sinh sản rồi ấp nở. Đó, đây là những bé huyết long. Rồi ở đây có những bé hai bách nè, cũng sinh sản tại trại nha. Ao chính trại mới nè, là cái ao thứ 9 trên trại của anh Hoàng Mạnh Long đó mọi người. Đây ha. Rất là nhiều luôn. Đây bối Việt Nam là sinh sản chạy mình đó anh. Ồ, cái đầu nó nhỏ mà cái đầu nó cũng vàng ướt luôn anh nhờ. Đây. Dạ. Ồ, trời, có bé kia cái đầu vàng ướt như vậy anh em. Còn chồng nữa kìa nè, thấy còn ngày cái ống nước còn đó. À, để em chui qua đây cũng được. Đấy. Trời ơi. Dạ. Dạ, máy mang chạy ở dưới Củ Chi của mình hả anh? Dạ, dạ. Ủa, bữa giờ là mình có... quay trên cũng hết. Ồ. Rất là vàng nha anh em. Này có những con nó nổi trội rất là vàng. Ủa anh, bữa giờ là em nghe nói là thông tin là anh tính triển khai thêm một trại Tây Ninh, mình triển khai chưa ta? Chưa. Chưa ha. Quá trời luôn. Mình ra đây nó tránh cái quạt anh Long nhỉ. Ủa nãy giờ chưa đeo vô đâu anh? Đeo rồi mà lấy táo ra. À. Hình như là em nghe nói là bây giờ là anh Long đang làm thêm cả về gì ta? À, quán cà phê, nghỉ dưỡng, nhà hàng khách sạn ở đâu trên Đà Lạt nữa đúng không anh? À. Trời ơi, quá cho nhiều ngành luôn. Ủa, cái đó là mình ở đâu ta, khu vực nào ở Đà Lạt anh Long? Đường Hùng Vương, gần quán Phú Mơ To, ngay chỗ đó là nó gọi là Hùng Lũng Đèn, ở đường Hùng Vương. Hùng Lũng Đèn ở đường Hùng Vương. Cái quán của anh là Đà Lạt vì yêu mà đến. Vì yêu mà đến ha. Cứ nhưng mà... chứ đó lên Google là gì vậy? À, mà khai trương cho anh. Khai trương được 2 tháng rồi. Là trong đó mình kinh doanh cái gì ta? Về cà phê. Hay là đồ nướng. Đồ nướng. Còn một chỗ mà cắm trại nữa thì anh đang làm, chắc phải qua Tết Tây mới xong. Wow, vậy là anh em nào mà Tết nay mà có dự định đi chơi Đà Lạt thì đam mê cá này thì đừng quên qua cái vị yêu mà đến của anh Long nha mọi người. Mà chưa hết đâu anh em nha, anh Long còn chơi cả kinh doanh cả cái phòng răng đó đúng không anh? Em nói hình như là như vậy. Anh mở cái chung với bạn anh á. Dạ. Mấy anh em chung mở cái nhà khoa ở bên quận 7 á. Nhà khoa quận 7 nha. 72 Nguyễn Thị Thập, quận 7. Dạ. 72 Nguyễn Thị Đập, khu Him Lam á. Trời ơi, quá trời. Ngoài cá ra thì anh nghệ nhân và Mạnh Long còn kinh doanh rất là nhiều lĩnh vực luôn em, từ cà phê, nhà, khách sạn rồi cả luôn cả về răng nữa. Mình ra ngoài chút xíu anh ông nhỉ. Xin cho mát ở đây. Dạ, đây nó hơi nóng.
Ồ, đây đừng là có lấy nước ra cái con nhá. Đổ cá ra thôi. Đây nữa, cá quá trời cá luôn. Cá con mới lấy cái chạy rồi. À, nó còn trong cái chén đúng không anh? Ừ, nó còn trứng. Này là hai bách anh. Ừ, hai bách. Nó trong cái chén nó hơi dày nên thấy quen nó hơi chói nha mọi người. Cái này là tầm khoảng được bao nhiêu lâu rồi anh Long? Một tháng rưỡi. Một tháng rưỡi nó như đây thôi. Ừ. Rồi tầm bao nhiêu tháng là cái noãn ở dưới nó sẽ hết? Chừng 2 tháng, tổng cộng 2 tháng thì cái noãn nó hết, chừng cá nó bơi được. Dạ, 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 dạ. Đây là giống như bên đây này, là nó 2 tháng. Nó được 2 tháng mấy ngày rồi đó. À, là nó mắc cái noãn đó là nó ăn được anh ha. Bởi này bởi huyết long. Huyết long. Vậy là nó ăn dế được rồi ha anh? Ăn dế được rồi. Trời ơi, ăn dế rồi. Dạ. Cũng ngón tay út thôi nha nè. Chắc chừng 6 cm. Dạ, 6 cm ha. Cái này là mấy anh em chia cho mấy anh em chơi được cho anh hay là phải lớn hơn ta? 12 cm thì mới nuôi được. À, phải gấp đôi cái này. Nuôi mấy cái này lúc mà còn nhỏ còn trứng ấy, mà không biết nuôi nó hao hụt nữa. Ngay cả dạ, anh nuôi ở đây nó cũng hao hụt nữa. Dạ. Nhiều khi ví dụ như một bầy nó phải mà từ trứng nó lớn lên ấy, thì nó phải 10% á. Dạ, dạ, dạ. Nên mình phải nuôi lớn lên 12 cm, nó ăn được khỏe. Dạ. Mình mới giao cho anh em được. Dạ. Nó còn nhỏ quá giao, nhiều khi người ta về nuôi không khéo nó chết. Dạ, đúng rồi anh ha. Nhiều người cứ muốn mua mấy con cá còn trứng này về để nuôi nhưng mà khó nuôi lắm. À, có nghĩa là họ muốn trải nghiệm với con cá còn cái noãn này để nuôi coi nó đụng noãn ra như thế nào. Rồi. Rồi nó phát triển như thế nào nữa đúng không anh Long? Đúng rồi. Nhưng mà cái noãn này nó không đụng, nó chỉ teo lại nó nuôi cho con cá lớn lên. À. Đó là cái chất dinh dưỡng á. Nó teo lại nó nuôi cho con cá lớn lên thì bao giờ cái noãn mà nó teo lại á thì nó không kéo con cá xuống nữa thì con cá nó bắt đầu nó bơi được. À. Lúc ấy nó đói thì nó phải ăn. Còn bây giờ nó cũng cần ăn. À, giờ nó chỉ nằm đó rồi có cái noãn nuôi nó thôi anh Long ha. Mà từ lúc mà còn cái noãn này tới lúc mà nó ăn được á, nó hao hụt rất nhiều. Dạ. Nên mình không dám bán cá có ăn cho nó hao hụt nhiều quá. Nhưng mà nếu mà đòi mua quá thì nói chung là bán là mình không chịu trách nhiệm nha. Tại vì tôi đã nói trước rồi, bây giờ nó khó lắm. Mà không dám bán. Không dám bán anh Long nhỉ. Người ta chung trợ tỉnh. Dạ, 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 dạ. Thôi, mình đi xuống dưới anh. Hôm nay em thấy quy chương bằng khen cúp này là full cái chỗ đó rồi. Bữa em qua là còn mấy ô nữa này full rồi anh Long. Hôm bữa được 6 cái cúp nữa. Dạ, wow. À, tháng 3 này, là mùng 2 tháng 3 này là bên Indo người ta mời em qua làm giám khảo thi cá bên đó. À, Long ở bên đó. Rồi, bây giờ là mình qua làm giám khảo luôn, mình full cúp rồi, mình đi làm giám khảo thôi. Hồi xưa anh cũng làm giám khảo bên đó rồi. Ủa vậy hả? Ừ, năm 2012 á, anh có làm giám khảo ở bên Indo rồi. Dạ, giờ mình ra là mình tiếp tục ha. Là tháng mấy anh? Tháng 12 gần Tết mình đó hả? Mùng 2 tháng 3, tới 5 tháng 3. Dạ. Thì ở bên Indo ở Jakarta. Dạ. Còn cái này là hôm bữa mới được nè. À, cái này ha. Vô địch dòng bao bối. Trời ơi. Bữa bao nhiêu cái huy chương như anh Lụm cũng gần hơn. Trong giải là chắc cũng giật hơn là nhiều hả anh Long nhỉ? Ồ. Nó vui nha anh em. Đây. Full hết tủ nha. Lên tới trên này luôn. Lên này thì bằng khen. Đó. Cái tủ đó là mình làm cái gì anh? Yến nè. À, đây là yến ha. Ừ. Cái này là yến ở trên trại anh nuôi á. Vợ anh nó làm nó... Trời ơi. À, nãy tắt đèn thấy tưởng mấy cái huy chương bự anh em. Để giống yến nha mọi người. Tổ yến ở trên trại á, làm nó thì mang về đây. À, cái nhà yến mà hôm bữa anh lên em quay là cái nhà yến trên trại ngay chỗ Củ Chi mình đúng không ạ? Anh có ở Vũng Tàu, ở Tây Ninh với ở Củ Chi. Dạ, dạ. Nãy em liệt kê thiếu ha. Nhà hàng, khách sạn, cà phê, nha hoa mà kinh doanh cả về nuôi yến nữa mọi người. Tập hóa nữa hả? Không, nói chung là giống như tập hóa. À, hồi nãy em vô em bước em thấy có hai con chim yến hót hay gì đúng không? Ở trước. Thái anh nuôi. Dạ, 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 dạ. Ở đây có mấy anh em nó chơi chim nuôi. Rất là nhiều nha anh em, cá thì mênh mông luôn, giống như là setup như là một cái mê cung vậy, rất là sang trọng luôn. Nói chung là nó ở còn đẹp lung linh hơn cả cái phòng của Thái. Anh Long nhờ. Thôi hôm nay thì em làm video ngắn thôi anh Long, là muốn cho mọi người chiêm ngưỡng cái con cá rồng hai đầu với lại sinh đôi á, rồi sẽ cho mọi người xem những thước phim này để lưu lại, để mọi người có biết được, khẳng định được là có con cá rồng hai đầu nè. Rồi hôm nay thì qua cũng cảm ơn anh Long đã tiếp em cho em quay những cái thước phim tại bên cái khu vực cá cảnh của mình nè. Đó, một lần nữa thì em cảm ơn anh Long.
sự hỗ trợ của anh Long khá là nhiệt tình đó cho em nhé. Chúc sức khỏe anh với lại gia đình ha. Chào các bạn nha. Chào hả? Anh có nói điều gì tới khán giả đang theo dõi tên kênh Thái Salem Vlog của em không? Tại vì gần Tết rồi đó. Thì cũng sắp năm mới rồi, mình chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khỏe và phát tài, và những anh em nào nuôi cá thì sẽ chăm sóc được những chú cá đẹp để có thể mang đi thi được ở giải quốc tế hoặc giải Việt Nam. Ai mà chưa có cá thì gặp gỡ anh Long đi đó, anh Long sẽ cho những con cá về để tất cả các bạn sum túc đón một cái Tết năm 2023 đó, vạn sự như ý, thành công luôn nha tất cả mọi người. Ok nha, một lần nữa thì Thái và anh Hoàng Mạnh Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của Thái nha. Ok anh Long nhé.